vít là mà nó cứng hoặc nó dạng như là bị dỉ sét mà anh em ấn bằng lực tay mà vặn khả năng không ra, thì anh em có thể dùng một cây mỏ lết nhỏ như thế này. Để anh em kẹp vào đây này, đó anh em kẹp vào đây, anh em vặn. Lên cho các anh em đó là cái dòng tuốc nô vít, mã là nô 3007, dòng mới về. Dòng này là dòng tu vít trợ lực, tu vít khỏe, tu vít trợ lực. Ở đây làm sao thì anh em để ý giúp em đó là khi anh em xài một con vít nào mà nó cứng hoặc nó dạng như là bị dỉ sét mà anh em ấn bằng lực tay mà vặn khả năng không ra, thì anh em có thể dùng một cây mỏ lết nhỏ như thế này. Để anh em kẹp vào đây này, đó anh em kẹp vào đây, anh em vặn. Thay vì bằng tay, sức của mình nó sẽ không có đủ, anh em chỉ ví dụ chỉ ấn vào thôi, chứ còn khi mà duy trì một cái lực thật mạnh hoặc và lâu thì nó sẽ bị, thứ nhất là bị mỏi và tạo ra cảm giác mình nó bị đau cái lòng bàn tay này đó. Vừa ấn vừa vặn, nếu anh em ấn không thì nó rất là dễ, còn anh em vừa ấn vừa vặn thì nó rất là khó cho anh em. Nếu mà sử dụng một cái lực lâu dài mà tạo ra một cái sự đột ngột đó, thì anh em sẽ rất là khó ra những con vít gì. Thì ở bên này thì anh em sẽ thiết kế được, anh em dùng một cái mỏ lết nhỏ mini như thế này đó, anh em kẹp vào là anh em vừa ấn, anh em lấy một tay ấn đó, một tay ấn và một tay vặn. Chứ bình thường anh em ấn như thế này vặn thì nó không có đủ lực, mà lúc đó mình sẽ tập trung vào là tay này ấn và một tay này dùng để vặn, mình tạo ra một cái lực đột ngột đó, thì nó sẽ ra được những con vít mà nó có độ cứng cao đó anh em nhé. Thì dòng này là dòng mới về của bên Hatok này. Thì ở đây nó sẽ có các cái dòng tương đương, đó là dòng nô 7000 cộng 2 x 100 và trừ 6 x 100 anh em nhé.